Kênh Công Bố An Sinh chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn cách làm món tép kho thịt. Và cách làm món ăn này thì đơn giản, món ăn đậm đà, thơm ngon và lên màu đẹp mắt, rất hấp dẫn. Ăn với cơm nóng thì rất là ngon luôn các bạn. Và nếu thấy thích món ăn này thì cùng làm với mình nha. Đừng quên bấm like và chia sẻ video này. Hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có động lực ra nhiều video hơn chia sẻ đến cho các bạn nha. Và nhấn chuông để cập nhật các video mới khi kênh ra. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng xem qua nguyên liệu và cách làm nha. Nguyên liệu thì mình có một miếng thịt ba chỉ 250g và 100g tép nha. Thì mình đã rửa sạch hết rồi. Mình có 3 củ hành tím, 3 tép tỏi và 2 nhánh hành lá nha. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu để làm. Thì trước tiên hành lá các bạn sẽ cắt nhỏ ra để khi nấu món ăn xong thì mình sẽ rắc lên. Rồi mình cho qua một bên nha. Tỏi và hành tím thì mình sẽ băm nhỏ ra và băm chung lại với nhau luôn. Thịt ba chỉ thì các bạn sẽ cắt ra thành những cái lát độ dày khoảng tầm 1 cm ha. Cắt thịt xong rồi thì mình sẽ chia miếng thịt nhỏ ra nữa để miếng thịt nó thì nhìn nó không có bị to quá. Mình cho hết thịt ra tô để dễ ướp gia vị nha. Và cho hết tép vào luôn. Cho vào một nửa phần tỏi và hành tím băm để mình ướp cho nó được thơm. Rắc vào một ít hạt tiêu xay. Nêm vào khoảng tầm 1 phần 3 muỗng bột ngọt. 1 phần 3 muỗng hạt nêm. 1 phần 2 muỗng đường. Nước mắm mình ướp vào 2 muỗng. Nước màu kho thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng nha. Tùy vào các bạn thích món ăn của mình lên màu đậm hay là nhạt. Và công thức và cách làm nước màu kho này thì mình cũng có ra video để chia sẻ rồi nha. Mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả. Các bạn nhấp vào chữ xem thêm bên dưới video này á. Để mình nhấp vào đường link và xem nha. Thì mình nên làm cái nước màu ở nhà để mình ăn cho nó bảo đảm và nó có màu đẹp mắt hơn. Trộn đều lên và mình sẽ để món ăn đây á, mình ướp khoảng tầm 10 đến 15 phút rồi mình đem đi nấu nha. Món ăn mình ướp được 15 phút rồi thì các bạn cho một ít dầu ăn vào trong chảo và cho phần hành tím và tỏi còn lại vào để mình phi cho nó vàng thơm lên. Nguyên liệu đã vàng thơm lên thì mình cho thịt và tép vào để mình xào sơ lên cho thịt được săn và món ăn được dậy mùi thơm lên. Thịt đã sang lại và món ăn thơm lên rồi thì mình cho vào 300 ml nước để kho. Trộn đều lên. Đậy nắp lại để món ăn sôi lên. Lúc này mình giảm mức lửa trung bình lại và mình sẽ khuấy đều, nêm lại cho gia vị nó vừa ăn nha. Mình đem thêm vào khoảng đầu muỗng muối nha và một muỗng tương ớt để món kho của mình nó sẽ sánh kẹo và ngon hơn. Khuấy đều gia vị lên và mình sẽ không đậy nắp và tiếp tục kho nha. Mình để món ăn kho với mức lửa trung bình và mình kho cho đến khi mà phần nước nó sẽ lên màu đẹp và sánh kẹo lại là được nha. Trong khi kho thì lâu lâu các bạn tới mình đảo nhẹ lên để món ăn được thấm đều hơn và miếng thịt của mình nó cũng sẽ đều màu đẹp hơn nha. Và mình kho một lúc á, thì phần nước nó đã rút lại rồi nè, sánh kẹo rồi nè. Và mình thấy món ăn vậy là được rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho hành lá vào nữa.
Rắc hành lá vào và thì các bạn để thêm tầm 30 giây ha. Rồi mình tắt bếp. Rắc lên trên một ít tiêu xay nữa. Món ăn lên màu đẹp và rất là thơm ngon luôn. Món ăn còn nóng hổi, bây giờ mình thưởng thức cùng với cơm nóng luôn nha. Xin mời các bạn nha. Món ăn đơn giản dễ làm và mình đã chia sẻ đến cho các bạn xong. Nếu thấy cách chia sẻ này hữu ích thì đừng quên bấm like và chia sẻ video này đến người thân và bạn bè cùng biết nha. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để khi mình ra video mới sẽ thông báo đến cho các bạn biết liền. Và bây giờ thì mình tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn tiếp theo.